Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Kính thưa quý vị thân mến, mưa bão kéo dài bất ngờ xuất hiện nhiều hơn, đã có mưa lớn ở tại nhiều vùng miền núi, ở những vùng rất khô và gần như là trải dài trên lãnh thổ của Trung Quốc. Một lãnh thổ rộng lớn nhất của thế giới không chỉ xuất hiện những đợt mưa to mà còn luôn xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài rất dài. Ngoài ra, lũ lụt ảnh hưởng đến 28,5 triệu người. Hầu hết các nước phương Tây ước tính thực tế có khoảng 3,74 đến 4 triệu người. Những trận lũ lụt thiên tai mà đất nước phải gánh chịu là cực kỳ nghiêm trọng khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên đất nước này. Bắc Kinh hiện tại và bây giờ đã trở thành một trong những thành phố chết của Trung Quốc vì tình hình dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại. Những cơn mưa dày dặn như chút nước từ đầu tháng trước tới nay ở các tỉnh miền Trung và miền Nam của Trung Quốc, tình hình của đất nước Trung Quốc sau một đợt hạn hán kéo dài kỷ lục tại Trung Quốc được lên sóng lịch sử trong vòng 40 năm qua. Thời tiết bất thường ở một vùng rộng lớn của thượng nguồn sông Dương Tử, từ Tây Tạng đến Tứ Xuyên, rồi đến Trùng Khánh và Vũ Hán, rồi bất ngờ thời tiết lại thay đổi một cách đột ngột. Kể từ đầu tháng trước cho đến nay, lượng mưa vẫn chưa ngừng nghỉ trên đất nước và vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Đất đai ở nhiều miền núi bị khô cạn lâu ngày không có nước. Những trận mưa to đã ngấm nước dẫn đến sạt lở nghiêm trọng, kèm theo lượng phù sa quá lớn do cơn lũ đổ về khiến cho dòng nước lũ dâng cao bất thường tại sông Dương Tử, gây nên cảnh lũ lụt lịch sử làm cho số người chết tăng vọt lên 145.000 người chỉ sau một đêm. Hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại huyện Tây Nam của Trung Quốc, khiến cho đường xá bị san lấp và một đập thủy điện đã bị vỡ. Một đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng này ở một huyện tự trị tỉnh Tứ Xuyên, có thể thấy một lượng lớn cây cối, đất đá đã tụt xuống và chắn ngang một con đường. Trong lúc hàng triệu người dân thi nhau chạy khỏi Trung Quốc vì trước mắt họ là hố tử thần, sau đó người dân đồng loạt quỳ gối cầu trời khấn Phật. Lượng nước khổng lồ trong hồ chứa dẫn đến con đập thủy điện phải xả lũ. Từ sự vụ đau thương kia đã cho chúng ta chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Nhiều ngôi nhà của người dân thường ở chân đồi đã bị chôn vùi. Lở đất kèm thêm nước lũ dâng cao khiến cho con đê trên sông Chu Ly bị vỡ và gây nên mất điện ở trạm thủy điện Mai Long. Theo đài quan sát Tứ Xuyên, nhiều chiếc ô tô đậu gần nhà máy điện cũng bị cuốn trôi xuống sông và phòng điều hành của trạm thủy điện bị cuốn bay trong trận lở đất lúc 14 giờ ngày hôm qua. Theo giờ địa phương Bắc Kinh, theo thống kê của Ủy ban khắc phục lũ lụt và thiên tai, đã có hơn 300 người chết và mất tích, gần 7.000 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị chôn vùi và cuốn theo dòng nước lũ, hàng triệu tài sản hoa màu bị thiệt hại, ước tính lên đến 30 tỷ nhân dân tệ. Chính quyền tự trị thông báo gần 50.000 mét khối đất đá đã chắn ngang một con sông, tạo thành một hồ nước lớn gây nguy hiểm cho nhiều người dân đang sinh sống ở đây. Đến sáng nay, giao thông vận tải trên tuyến đường này đã và đang bị tắc nghẽn. Chính quyền nơi đây đang lên kế hoạch xử lý 50.000 khối đất đá ra để tìm kiếm những người bị chôn vùi trong lòng đất. Cảnh sát giao thông được triển khai ở hai đầu lối ra và hướng vào, giúp phương tiện di chuyển sang một con đường khác. Hơn 1,7 triệu người ở khu vực gồm 7 tỉnh Chiết Giang, Hồ Bắc, Giang Tây, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa bão và sự cố vỡ đập xảy ra. Trong năm nay, lượng mưa trung bình ở khu vực bị ảnh hưởng trong tuần này được ghi nhận cao hơn 53% so với cùng kỳ năm trước và là lượng mưa lớn kỷ lục kể từ năm 1949 cho đến nay. Các giá trị lượng mưa lớn này đã gây nên sự cố ngoài ý muốn cho chính quyền Trung Quốc trong tháng này, đã phá hủy mùa màng và Bắc Kinh đã phải sơ tán 88,2 triệu người. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đợt mưa bão năm nay đã gây ra nhiều tổn thất. Khu vực phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đã và đang phải trải qua những cơn mưa, khối lượng mưa lớn trên diện rộng kéo dài và gây lũ lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất là 10 triệu người, thiệt hại về kinh tế là hàng tỷ nhân dân tệ. Mực nước tại hồ chứa đạt mức 144m vào cuối tuần trước, cao hơn 2m so với mức cảnh báo. Lưu lượng nước đổ về tăng từ 20.500m³ lên 26.500m³ mỗi giây chỉ sau một ngày đã làm dấy lên những lo ngại về cấu trúc của các con đập đang đứng trước sức ép vô cùng lớn. Người dân cần phải được sơ tán ngay lập tức. Tin đồn về việc đập Tam Hiệp sắp vỡ trên các phương tiện truyền thông phương Tây như đang đổ thêm dầu vào lửa, buộc chính quyền nhà nước Trung Quốc cần phải lên tiếng.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng hôm nay dẫn lời một chuyên gia nhận định đợt tam hiệp được thiết kế là đủ sức chịu áp lực và được các nhà nghiên cứu về cơ học kỹ thuật của Trung Quốc nhận định rằng đập tam hiệp vẫn đang an toàn, kể cả khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175m và lượng nước hồ chứa đổ về đạt 75.000 mét khối một giây. Ông lưu ý rằng lượng nước hiện tại cao hơn mức cảnh báo lũ là 2m, nghĩa là đập tam hiệp phải xả gấp để cân bằng lại. Chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc luôn tạo ra vẻ bề ngoài đất nước mình an toàn, đất nước mình là số 1, nhưng những người dân nơi đây đã cung cấp cho chúng ta những thông tin mà nếu có những thông tin này thì chúng ta cũng chẳng biết được rằng đất nước Trung Quốc là như vậy. Đập tam hiệp, ông ta nói là vẫn an toàn và sẽ an toàn hay sao? Đúng là hiện tại thì vẫn an toàn, hiện tại vẫn chưa vỡ, nhưng trong tương lai chẳng biết khi nào con đập này sẽ vỡ. Vậy mà ông ta dám đảm bảo cho mọi người vẫn an toàn. Tại sao ông ta không cảnh báo cho người dân của Trung Quốc rằng đập này có nguy cơ vỡ để người dân kịp thời đưa ra những biện pháp để phòng chống phù hợp với thiên tai, dịch họa? Đập tam hiệp này mà vỡ thì nó rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Không biết vỡ bất cứ lúc nào, tuy nhiên ông cũng khẳng định rằng đây là chuyện bình thường trong mùa mưa. Nước không phải là thách thức lớn nhất và là số 1 của hồ chứa. Một số chuyên gia cho rằng lời khẳng định của ông Ki Sung, nhà nghiên cứu Viện Cơ học của Trung Quốc giống như mang tính chính trị chứ không phải là mang tính kỹ thuật của nhà khoa học. Tân Hoa Xã thì không phủ nhận tin đồn này khẳng định an toàn đập tam hiệp. Thay vào đó, cơ quan này phát đi bản tin về số con tàu đi vào đập tam hiệp năm 2019 và những thành tựu mà đập tam hiệp có thể nhận được, đó là lưu lượng điện. Nhưng thay vào đó, họ chẳng bao giờ đăng tin về những thiệt hại cho việc xây dựng đập tam hiệp. Kể từ khi xây dựng, động đất xảy ra nhiều hơn, khí hậu bị thay đổi kèm theo rất nhiều thiên tai mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu. Nhưng truyền thông của nhà nước chẳng bao giờ đưa những thông tin đó. Khi đó, Tân Hoa Xã đã khẳng định rằng hệ thống thang máy dành cho tàu bè tại đập Tam Hiệp cũng như nhiều cấu trúc khác của nó vẫn an toàn. Năm 2020, có đến 146.000 tấn hàng hóa được vận chuyển trên các tàu qua con đập Tam Hiệp. Theo truyền thông và báo Trung Quốc trích dẫn các bản tin từ tháng trước cho đến nay đưa tin rằng có hàng chục triệu người đã bị thiệt hại do trận mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất tại miền Nam nước này. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết lũ có tác động đến 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời và 1.300 ngôi nhà bị phá hủy, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp đến 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 466 triệu đô la Mỹ. Theo Tân Hoa Xã, tại khu vực tự trị dân tộc Trang, tỉnh Quảng Tây, Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Tây xác nhận đã có 62 người thiệt mạng và 12 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Theo chính quyền địa phương huyện Dương Sóc, một địa điểm du lịch nổi tiếng, lũ bất ngờ về, người dân và du khách phải đi sơ tán gấp. Có hơn 1.000 khách sạn đã bị ngập sâu đến 1 mét so với mực nước và 5.000 cửa hàng bị ngập lụt, hơn 30 điểm du lịch bị phá hủy. Kính thưa quý vị, vừa qua, những trận mưa tầm tã đã xảy ra hơn 2 ngày trước đó, khiến cho con đập Tiểu Bá vì không chịu nổi áp lực nước khủng khiếp đổ về mỗi giờ. Và lúc 7 giờ tối ngày hôm đó đã bị vỡ, khiến hàng tỷ mét khối nước ập xuống như một cơn sóng thần trút xuống các khu vực vùng hạ lưu với vận tốc trên 100 km/h. Chỉ trong vài phút sau đó đã nhấn chìm hàng loạt tỉnh thành phố xuống dòng nước như một trận đại hồng thủy. Hàng triệu xe cộ các loại cùng hàng trăm cây cầu bị cuốn trôi, hàng trăm ngàn ngôi nhà, xí nghiệp, nhà máy, các cơ sở hành chính dân sự và quân sự ở các tỉnh như Hồ Bắc, Giang Tô, An Huy, Trùng Khánh đã bị phá hủy và chìm trong dòng nước dữ. Hơn 18.000 người dân và binh sĩ bị thiệt mạng và mất tích, 2 triệu hecta diện tích lúa hoa màu bị hư hại và ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng trên 24 tỷ đô la Mỹ. Mưa lũ, vỡ đập còn gây ra một vụ sạt lở đất khủng khiếp đã chặn đứng dòng chảy của một con sông ở tỉnh Giang Tô, tạo ra địa chấn lớn, đe dọa các ngôi làng kế cận thành phố Ân Thi ở hạ nguồn. Theo SCMP, dẫn thông tin từ Cơ quan Kiểm soát Thiên tai và Hạn hán thành phố Ân Thi cho hay, hồ chấn hình thành khoảng từ 10 triệu mét khối đất lở trên sông Châu, một nhánh của sông Trường Giang vào sớm ngày hôm sau. Đến khoảng 3 giờ sáng, nước từ thượng nguồn tràn qua hồ này tiếp tục ào xuống hạ lưu với vận tốc 2.000 mét khối trên giây. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm hơn 120.000 binh sĩ đã được huy động và triển khai để cứu hộ các nạn nhân trong vụ sạt lở đất và khắc phục hậu quả vô cùng thảm khốc trong vụ lở đất lần này. Vụ lở đất khiến cho hơn 5.000 người thiệt mạng và hơn 2.000 căn nhà bị vùi lấp. Ẩn sau đập Tam Hiệp, những con số khổng lồ biết nói và mối nguy hại khôn lường.
mong ước xây dựng một biểu tượng hùng mạnh của Trung Quốc trong thế kỷ 21 để có thể sánh ngang công trình lịch sử Vạn Lý Trường Thành. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bỏ ngoài tai mọi lời can gián, bất chấp cả việc ẩn sau dự án Đập Tam Hiệp vĩ đại này là những con số khổng lồ với chi phí thiệt hại. Khi bắt đầu xây dựng vào năm 1994, Đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để tạo ra điện nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế chóng mặt của Trung Quốc, mà còn để chế ngự con sông dài nhất nước này. Theo hệ tư tưởng đấu trời, đấu đất, đấu người của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đập Tam Hiệp là một trong những đập lớn nhất thế giới, dài 2,3 km và là công trình công cộng gây nhiều tranh cãi trong thời hiện đại. Để bắt đầu, tổng chi phí của dự án này ước tính là 90 tỷ nhân dân tệ, 12,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chỉ tính riêng cho việc xây dựng là 50 tỷ nhân dân tệ, 40 tỷ nhân dân tệ khác sẽ dành cho việc di dời dân cư sống trong khu vực hồ chứa. Toàn bộ dự án mất gần 2 thập kỷ để xây dựng. Tuy nhiên, trong cuốn sách The Three Dogs Dam, tác giả Thierry Sajun, Pedro cho biết, tính cả lãi phát sinh trong quá trình xây dựng và lạm phát, tổng mức đầu tư có thể lên tới 204 tỷ nhân dân tệ, khoảng 28,6 tỷ đô la Mỹ. Năm 1998, hơn 1/3 khoản đầu tư hàng năm của chính phủ đã được phân bổ cho các khoản trả nợ vay hoặc do lạm phát liên quan đến công trình này. Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cung cấp hạn mức tín dụng hàng năm là 3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Từ năm 1990 đến năm 2003, nhiều ngân hàng Trung Quốc, thường là công ty con hoặc đối tác của các ngân hàng quốc gia lớn, cũng cung cấp tín dụng cho dự án này. Do đó, hệ thống ngân hàng trong nước đã tài trợ 2/3 dự án Tam Hiệp với số tiền hơn 140 tỷ nhân dân tệ, khoảng 21 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, năm tổ chức là Banque Nationale de Paris, Société Générale, Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải HSBC, Ngân hàng Disney của Đức và Tập đoàn Phát triển Xuất khẩu của Canada đã cùng nhau cung cấp tổng cộng 1,1 tỷ đô la Mỹ cho dự án xây đập này. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới từ chối cấp vốn và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ từ chối cung cấp bảo lãnh tài chính cho các công ty Hoa Kỳ liên quan đến việc xây dựng con đập nhiều rủi ro này. Một trong những khía cạnh gây tranh cãi của dự án này là chi phí khổng lồ của nó đối với việc di dời những người dân làng đã sống hàng thế kỷ bên bờ sông để dọn đường cho hồ chứa khổng lồ của con đập. Khoảng 1,4 triệu người dân dọc theo sông Dương Tử đã phải di dời. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc ước tính rằng hơn 2.000 di tích biến mất, khoảng 1.208 địa điểm khảo cổ đã bị nhấn chìm, bao gồm 30 địa điểm thời kỳ đồ đá có tuổi từ 30.000 đến 50.000 năm, hàng chục hang động thời kỳ đồ đá cách đây gần 4.000 năm, các ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Hán từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 2 sau công nguyên và các ngôi đền nhà Minh có từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17 cũng bị nhấn chìm. Một số chuyên gia ước tính có tới 15.000 di tích lịch sử và tiền sử bị ngập lụt. Tổng cộng, các nhà khoa học khảo cổ Trung Quốc đã yêu cầu 3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 420 triệu đô la Mỹ cho mục đích cứu khoảng 10% các di tích. Tuy nhiên, chỉ 1/5 số tiền được cấp bởi chính phủ Trung Quốc và không có gì từ các tổ chức quốc tế như UNESCO. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay có tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.